Ok, xin chào mọi người, mình đã quay trở lại ở đây. Hôm nay thì mình còn thiếu khoảng một chút xíu, tầm 2 trận nữa. Mình sẽ mua được một con tướng mới để test cho mọi người xem nha. Nó đang hoài, nó nhàm chán quá nhưng mà mình không còn cách nào khác nữa rồi. Điêu thiền đường giữa. Chơi AD đi. AD là mình thấy con này là dễ chơi nhất rồi. Những cái bộ đồ con này nó đẹp nhưng mà khi vào trong game nó xấu. Mày thấy không? Ngoài thì nhìn trang phục nó đẹp nó lắm nhưng mà vào trong này sao nè, nó không có đẹp. Nó kỳ kỳ sao ấy. Our dragon lane tower is under attack. Our slayer lane tower is under attack. Villain. Our slayer lane tower is under attack. First blood. Our dragon lane tower is under attack. An ally has been defeated. Our Slayer Lane Tower is under attack. Đừng sợ bóng tối, sẽ soi đường cho ngươi. Ôi nãy giờ không nói gì luôn á. Thế trận khó khăn quá rồi. Không nói gì luôn á. Gặp con bên kia nó khó chơi quá. Mình tập trung đến nỗi mà nãy giờ mình không nói gì luôn á. Mình tới đây các bạn ơi. An ally has been defeated.
Thằng này quá khó rồi. Đi trong luôn này mọi người. Thôi. Nhảy ra phía sau nó chụp mình thì thôi chịu. Lại thua rồi, trời ơi, khổ quá trần luôn. Nhất đến bao giờ mới hết thua. Mình bắt đầu cảm thấy cái game này nó không còn vui nữa. Mắc luôn sao luôn. Mắc tiêu cái ngôi sao luôn. Cảm ơn mọi người theo dõi video ngày hôm nay nha. Thật sự thì video ngày hôm nay mình tập trung quá cho nên mình không có nói nhiều được. Nhưng mà tập trung mình và đánh như cứt. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo nha. Bye bye.